Này Xá Lợi Tử, do đó nên biết Đại Bồ Tát này không lìa bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, sao gọi là tự tánh của sắc cho đến sao gọi là tự tánh của thật tế? Thiện Hiện đáp, sắc lấy vô tánh làm tự tánh, cho đến thật tế lấy vô tánh làm tự tánh. Do đây nên biết sắc lìa tự tánh của sắc, cho đến thật tế lìa tự tánh của thật tế. Xá Lợi Tử, sắc cũng lìa tướng của sắc, cho đến thật tế cũng lìa tướng của thật tế. Xá Lợi Tử, tướng cũng lìa tự tánh cũng lìa tướng, tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tự tánh. Khi ấy Xá Lợi Tử bảo Thiện Hiện, các Bồ Tát học theo pháp này sẽ mau chóng thành tựu trí nhất thiết trí. Thiện Hiện đáp, đúng như vậy, nếu các Bồ Tát học theo pháp này thì sẽ mau thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát này biết cả pháp không sanh diệt. Xá Lợi Tử nói, vì sao các pháp không sanh không diệt? Thiện Hiện đáp, sắc cho đến thức tự tánh là không, nên dù sanh hay diệt đều không thể nắm bắt. Cho đến thật tế tự tánh cũng là không, nên dù sanh hay diệt đều không thể nắm bắt. Này Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát học về Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì gần trí nhất thiết trí, như như cũng đến gần trí nhất thiết trí. Như vậy thành tựu thân, lời nói, ý nghĩ và hình tướng thanh tịnh, và như như cũng đạt được tướng thân, lời nói, ý nghĩ, bốn thứ thanh tịnh. Như vậy, sẽ không khởi tâm tương ưng với tham sân si mạn dối gạt san tham kiến thú. Các Bồ Tát này do thường không khởi lên những tâm tham sân si vân vân nên chẳng đọa trong thai người nữ, thường được hóa sanh xa lìa cảnh giới hiểm ác, trừ phi vì nhân duyên đem lợi lạc cho loài hữu tình. Các vị Bồ Tát này từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật, thường chẳng lìa Phật cho đến khi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này do thường học Bát Nhã Ba La Mật Đa không biếng nhác mệt mỏi nên biết vị ấy gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hành từ sắc cho đến thức là hành theo tướng của chúng, chứ chẳng phải hành theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi hành từ sắc đến thức, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, hoặc tịch tịnh hoặc không tịch tịnh, đấy là hành theo tướng của chúng, chứ chẳng phải hành theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc hành năm loại mắt, sáu phép thần thông Ba La Mật Đa, hoặc hành mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, là hành theo tướng của nó, chứ chẳng phải hành theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc nghĩ như vậy, ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có sở đắc nên đó là hành theo tướng. Nếu nghĩ ta là Bồ Tát vì có sở đắc nên đó là hành theo tướng. Nếu nghĩ ta có khả năng hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì đó là Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có sở đắc nên là hành theo tướng. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát khởi lên các sự phân biệt như thế, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phải biết, Bồ Tát ấy không có phương tiện thiện xảo nên chẳng phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ Thiện Hiện bảo Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với sắc cho đến thức trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Do thực hành như vậy nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than buồn bực và các thứ khổ. Hoặc đối với nhãn xứ cho đến ý xứ trụ vào quyết định tưởng thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với sắc xứ cho đến pháp xứ trụ vào quyết định tưởng thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với nhãn giới cho đến ý giới trụ vào quyết định tưởng thì thực hành trên pháp tưởng đó.
hoặc đối với sắc giới cho đến pháp giới trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó, hoặc đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó, hoặc đối với nhãn xúc cho đến ý xúc trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó, hoặc đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Bởi thực hành như vậy nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than buồn bực và các thứ khổ khác. Nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo thì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó, hoặc đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, sáu pháp ba la mật đa, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó, hoặc đối với bậc dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác bồ tát như lai trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Bởi thực hành như vậy nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than buồn bực và các thứ khổ khác. Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo cho nên không thể đạt đến quả vị của thanh văn độc giác, huống chi đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Này Xá Lợi Tử, với tưởng và quyết định như vậy mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì nên biết đại bồ tát ấy không có phương tiện thiện xảo nên có làm việc gì cũng không thành tựu. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, làm sao biết được các Bồ Tát có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thiện Hiện đáp, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu các Bồ Tát không hành từ sắc đến thức, cũng không theo hành tướng của nó, không hành từ sắc đến thức, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc không hoặc bất không, hoặc có tướng hoặc không tướng, hoặc có nguyện hoặc không nguyện, hoặc tịch tịnh hoặc không tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, đều chẳng hành theo tướng ấy. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì sắc vân vân là không chẳng phải là sắc vân vân chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc vân vân tức là không, không tức là sắc vân vân. Đối với các uẩn xứ giới, duyên khởi giác phần ba la mật đa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, 10 lực cho đến pháp Phật bất cộng cũng đều như vậy. Này Xá Lợi Tử, nên biết các Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì các Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp hành hay không hành, cũng chẳng chấp có hành, chẳng chấp không hành, chẳng chấp phi hành hay phi bất hành. Đối với sự không chấp ấy cũng chẳng có chấp thủ, huống gì đối với các pháp khác mà lại có chấp thủ. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, do nhân duyên gì mà các Bồ Tát không có sự chấp thủ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thiện Hiện đáp, do tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể nắm bắt. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng lấy vô tánh làm tự tánh. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên khi các Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc chấp có hành, hoặc chấp không hành, hoặc chấp cũng có hành cũng không hành, hoặc chấp chẳng hành chẳng không hành, hoặc chấp hay không chấp, như vậy tất cả đều chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, đều không có chỗ để chấp thủ, không có chỗ để chấp trước. Xá Lợi Tử, đây gọi là Bồ Tát không chấp trước đối với tất cả pháp, là vô tánh, vô sanh tam ma địa. Tam ma địa này rộng lớn, thù thắng, vi diệu vô cùng, có khả năng tập hợp không giới hạn và làm việc không ngăn ngại, nhưng không cùng với tất cả thanh văn độc giác. Nếu các Bồ Tát thường trụ không rời tam ma địa này, thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, các Bồ Tát chỉ cần một pháp đẳng trì thù thắng này thường giữ không bỏ, thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hay còn có pháp nào khác? Thiện Hiện đáp, không những chỉ đối với một pháp đẳng trì thù thắng này thường giữ không bỏ, làm cho các Bồ Tát mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mà còn có nhiều pháp khác. Xá Lợi Tử hỏi, những pháp khác là gì? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát lại có kiện hành đẳng trì, bảo ấn đẳng trì, sư tử du hí đẳng trì, diệu nguyệt đẳng trì, nguyệt tràng tướng đẳng trì, chư pháp hải đẳng trì, quán đảnh đẳng trì, pháp giới đẳng